ngày 16 tháng 11. Thứ nhất, bố thí là phương tiện cứu các đẳng linh hồn. Đại Thánh Thomas tâm sự là Ngài thích bố thí hơn là ăn chay và cầu nguyện để đền các tội đã phạm. Bởi đó, nhiều vị thánh đã chọn việc bố thí như là phương tiện để cứu các đẳng linh hồn. Linh mục Rabangmo, tu viện trưởng Phun, buộc thầy quản lý Ezela phải bố thí thật nhiều để cầu cho các tu sĩ đã qua đời. Tuy nhiên, gần như thầy không giúp gì cho kẻ nghèo cả. Cha Rabang lại chỉ thị cho thầy, khi có một tu sĩ qua đời, phải lấy tổng số tiền tương đương giá trị 30 bữa ăn của người chết, bố thí cho kẻ nghèo để người chết đó được siêu thoát. Thầy quản lý Hà Tiện không làm như thế, hoặc có làm cũng rất chậm. Năm 830, có nhiều tu sĩ qua đời. Ezela không bố thí cho ai hết vì tiếc của. Theo lẽ công bằng của Chúa, thầy bị phạt vì tội thất trung. Một bữa tối kia, thầy cầm đèn đi qua phòng học. Thầy kinh ngạc thấy nhiều bạn đồng tu đã chết, ngồi tại chỗ thường ngồi. Rung như cày sấy, thầy như pho tượng trời trồng tại chỗ, không nhúc nhích. Một vài tu sĩ đã chết đến lột áo thầy và lấy roi da đánh tơi bời, đến nỗi thầy phải bất tỉnh. Đồng thời họ tuyên án: đồ khốn nạn, hãy nhận hình phạt vì tội hà tiện của ông. 3 ngày nữa, ông sẽ nhận một hình phạt khác khủng khiếp hơn nữa khi ông xuống mồ với chúng ta. Bây giờ điều gì người ta làm để cứu giúp ông sẽ để cho những kẻ mà ông đã không làm cho họ. Nói đoạn, các tu sĩ quá cố biến mất. Còn thầy Ezela, sáng hôm sau, người ta thấy dầm dề máu me và nửa sống nửa chết. Cả dòng vội vã săn sóc thầy. Và khi nói được, thầy kêu lên: tôi cần thuốc cho phần hồn hơn thuốc cho phần xác. Các thương tích của tôi sẽ không bao giờ lành. 3 ngày nữa, tôi sẽ ra trước tòa Chúa. Xin hãy cho tôi chịu các bí tích sau hết. Chịu xong các bí tích, Ezela yếu dần cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Nhà dòng liền hát lễ mồ cho thầy và phân phát cho người nghèo các bữa ăn của thầy trong 30 ngày. Xanh xao và hình dạng biến đổi, thầy hiện ra với cha Rapan. Linh mục hỏi cần phải làm gì cho thầy. Linh hồn bất hạnh đáp: à, các lời cầu nguyện và bố thí của nhà dòng đã cứu giúp con nhiều lắm. Nhưng con không thể ra khỏi luyện ngục trước khi tất cả các anh em con được siêu thoát hết. Mà lòng hà tiện của con đã không bố thí để giải thoát họ như họ có quyền. Các bữa ăn trong 3 ngày cha cho kẻ nghèo để cứu giúp con thì họ hưởng hết. Vậy xin cha cho gia tăng lời cầu nguyện và bố thí, nhất là dâng thánh lễ. Con hy vọng với phương thế đó chúng con được siêu thoát hết. Cha Japan thi hành. Một tháng sau, Ezela tái hiện, mặc áo trắng, đầy vinh phúc, mặt mày hớn hở, cảm ơn nhà dòng và hứa luôn luôn cầu nguyện lại để đền ơn. Thứ hai, tha thứ là phương tiện linh nghiệm giải thoát các đẳng linh hồn. Tại Bologna, nước Ý, bà Loretti là quả phụ quý phái. Bà có một đứa con tên là Fasati và là cục cưng duy nhất của bà. Em này thường đến chơi ở công viên với các bạn đồng tuổi. Ngày kia có một người khách lạ đến đó, khách có vẻ nghịch ngợm hay ngang tàn, phá không cho các em nô đùa. Fasati bực tức xin ông đứng yên. Mày muốn tao đứng yên hả? Khách vừa nói vừa tuốt gươm phong em một nhát. Chém thật hay chém chơi, khách sợ hãi, cầm đoạn kiếm chạy như điên, chạy cho đến khi thấy một cánh cửa mở, tuôn vào nhà để trốn. Và đây chính là nhà của em bé vừa bị chặt đôi. Chàng nhảy 3-4 cấp lên thang lầu và đến phòng bà quả phụ quý tộc. Thấy anh ta, thấy thanh gươm đầy máu, bà sửng sốt. Nghe khách van nài vì danh Chúa cho được ẩn núp vì người ta đang rượt bắt, bà cho y trốn ở một nơi thật kín đáo và hứa sẽ không tiết lộ.
Liền sau đó, một toán cảnh sát ập vào nhà bà vì thấy kẻ sát nhân đã trốn vào đó. Họ tìm khắp mọi ngóc hẻm trong dinh thự nhưng chẳng thấy tên giết người. Khi sắp đi ra, họ hỏi bà có biết con bà đã bị thằng ác ôn đó sát hại không. Nghe vậy, bà ngã xuống bất tỉnh, người ta tưởng bà cũng đi luôn với thằng quý tử. Không ngờ vài giờ sau bà lại tỉnh, đầy khí lực, bà phú dâng cho chúa quan phòng và noi gương chúa hấp hối trên thập giá, bà tha thứ cho tội nhân. Hơn nữa, bà quyết làm ơn cho kẻ làm khổ mình. Đến nửa đêm hôm đó, bà cho thủ phạm mượn ngựa để trốn thoát. Rồi bà đến quỳ dưới chân ảnh chuộc tội, nức nở khóc và cầu nguyện cho con được mau siêu thoát. Phasati liền hiện về, sáng như mặt trời, mặt mày rạng rỡ hạnh phúc và bảo mẹ: "Mẹ yêu dấu, đừng khóc nữa, đừng buồn phiền cho số phận con làm gì, vì nhờ mẹ quảng đại tha thứ theo lòng đạo đức đối với tên sát nhân, con đã ra ngay khỏi luyện ngục. Theo phép công thẳng của Chúa, đáng lẽ con phải bị án phạt lâu năm để thanh luyện các tội đã phạm. Nhưng sự tha thứ của mẹ đã chấm dứt ngay sự đền tội của con." Nói đoạn, Phasati biến mất để người mẹ lại tràn ngập hạnh phúc, đã mua cho con được đường tắt lên trời chắc chắn. Thứ ba, những lời nguyện tắt cứu giải các đẳng linh hồn. Ngày kia, một tu sĩ phan sinh mình đỏ rực lửa như cục than hồng hiện ra cùng chân phước công ra Dofiya, xin cầu nguyện cho nguôi bớt khổ lụy đang chịu trong luyện ngục. Thánh nhân liền đọc cho chàng một kinh lạy cha và lời nguyện: "Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ." Người quá cố thấy bớt nóng rát nhiều và xin ngài đọc lại kinh lạy cha và lời nguyện đó. Thánh nhân vội vã đọc lại, chàng thấy bớt đau khổ hơn nhiều nữa và van nài: "Xin vì lòng nhân hậu Chúa, xin tiếp tục vì các lời nguyện đó ích lợi cho tôi nhiều lắm." Công ra đọc lại đến 100 lần, và khi đến lần thứ 100, người đã chết thay lời van nài đổi thành lời reo vui biết ơn. Chàng được giải cứu khỏi lửa luyện ngục và lên thiên đàng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng các phương tiện thần hiệu là bố thí, thứ tha và lời nguyện tắc để giải thoát các đẳng linh hồn. Amen. Con xin cảm tạ tình Chúa ôi á cao vời, chút phận con là kiếp con người. Từ khi trong lòng thân mẫu đồng đưa ôi á tiếng ru, lời ru ấp ủ bao tình. Tình nào như màu nắng xuân hằng theo con tới ngày lớn khôn. Và khi con nghe Chúa gọi mời, theo Chúa không hề vương vấn. Trong nhà Chúa suốt đêm ngày, ân huệ tình yêu tuyệt mỹ. Con xin cảm tạ tình Chúa ôi á khôn lường, suối hồng ân đổ xuống muôn trùng. Đời con mây mùa mưa nắng, trăm năm chưa tròn ước mơ, trần gian thôi cũng ra từ. Được bên Chúa nguồn sống vui, thuyền đời con tới bờ ước mong. Này đây con nghe Chúa gọi về, lòng con không còn lưu luyến. Này đây con đáp tiếng xin vâng, đã chọn niềm vui nhà Chúa.
cám tạ. Tình Chúa ôi á nhiệm màu, sắc tình yêu còn mãi tươi màu. Đẹp thay cung điện nhà Chúa, con như chim sẻ nấu nương, chẳng mang ước vọng xa vời, chỉ mong có ngần ấy thôi, được nhỏ bé khuất chim Chúa bài ca con hát cuối cuộc đời là đầy tâm lòng yêu mến tạ ơn Thiên Chúa đấng cao tôn ôi nguồn tình yêu tuyệt mỹ con xin cảm tạ tình Chúa ôi á cao xin cảm tạ tình Chúa ôi á khôn lường con xin cảm tạ.